Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sà Thành. Hiện tại Nhân đang ở góc đường Tân Khai và đường Phó Cư Điều nha. Ở ngoài kia là Thuận Kiều Laza hả anh chị? Ở ngoài kia là Thuận Kiều Laza gần bệnh viện Chợ Rẫy. Và đường Phó Cư Điều này là ngay khu vực chợ Thiết. Anh chị mình nhìn thấy ha, ngã tư đằng kia thì là đèn xanh đèn đỏ, đằng kia là chợ Thiết hả anh chị? Đó, ngay góc ngã tư với đường Trần Quý và đường Phó Cư Điều ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở phường 4 của quận 11 nha. Ở nằm ở khu vực phường 4 của quận 11 nha anh chị. Căn nhà nằm ở hẻm 5m. Căn nhà nằm ở góc hai mặt hẻm luôn. Hẻm bên hông mình cũng là hẻm 5m luôn nha anh chị. Đó. Ngay góc Tân Khai là Phó Cư Điều. Ngoài kia là Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều. Nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha. Căn nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu nha anh chị. Một trệt và hai lầu, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Nhà mới tặng các thiết bị nội thất bên trong căn nhà hết cho anh chị mình luôn. Hướng nhà của mình đó là hướng nhà của mình là hướng tây nha anh chị. Và bên hẻm bên hông của nhà mình là hướng bắc. Ở đây là mình đi vào hẻm 64 ha. 64 đường Tân Khai mình đi vào ha. Hoặc là anh chị mình đi hẻm 77 đường Trần Quý mình đi vào cũng được ha. Đây hẻm 64 là hẻm này ha. Đó. Sau lưng hai căn nhà mặt tiền, căn nhà màu vàng ở hẻm ở đường Trần Quý là căn nhà mặt tiền và sau lưng căn nhà nằm ở đường Phó Cư Điều nữa ha. Đó, hẻm vào nhà của mình nha anh chị. Mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1m. Đó, nhà góc nên chủ mở rất là nhiều cửa sổ nha. Đó, chủ mở rất là nhiều cửa sổ. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, mua bán sổ hồng riêng, ký công chứng sang tên. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân để xem ha. Đó, căn nhà nằm ở góc ha, mỗi tầng ban công lớn được 1m hết anh chị. Và có cái mái che ở ban công kính cường lực nha. Ban công kính cường lực hết luôn nha anh chị. Đó. 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh hết anh chị. Ở này sau lưng căn màu vàng này là mặt tiền đường Trần Quý nha anh chị. Sau lưng mặt tiền đường Trần Quý ha. Đó, thiết bị bên trong nhà là chủ tặng hết cho anh chị mình luôn nha. Rồi bây giờ Nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha. Đó. Địa chỉ căn nhà mình 119/10A ha anh chị. Rồi, nhưng vào trong review cho anh chị mình xem á. Trước nhà có cái đèn nữa nè. Rồi. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sà Thành. Hiện tại Nhân đang ở khu vực phường 4 của quận 11, ngay chợ khu vực chợ Thiết nha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở góc hai mặt hẻm. Căn nhà có chiều ngang là gần 3,5m và chiều sâu vào là 9m nha. Ở căn góc hai mặt hẻm luôn nha anh chị. Căn góc hai mặt hẻm ha. Ở tầng 2 và tầng 3 thì mỗi tầng mình mở rất là nhiều cửa sổ, mở tới 6 cái cửa sổ ha. Và cửa sổ nào cũng có mái che và là cửa nhôm Sifa ha, làm khung sắt bảo vệ hết. Ở ban công của mỗi tầng thì lấn ra được 1m đó nha anh chị. Đó, ban công của mỗi phòng tầng mình lấn ra được 1m ha. Hẻm thì hẻm trước nhà là hẻm 5m sạch sẽ ha, hẻm xi măng. Đó, hẻm đã nâng rồi 5m. Hẻm thông đi rất là nhiều hướng luôn. Bên đây mình đi ra hẻm là 64 đường Tân Khai, ngay khu vực chợ xe Tân Khai. Bên đây là hẻm chính của nhà mình là 119 đường Phó Cư Điều, phường 4, quận 11 ha. Hoặc là mình đi đây thì là chợ Thiết nè. Ngoài kia là chợ khu vực chợ Thiết ha. Ngoài đó là chợ Thiết. Đó, đường Trần Quý ha anh chị. Ngay góc Trần Quý và Phó Cư Điều ha anh chị. Ở căn nhà nằm ở góc hai mặt hẻm ha. Mỗi tầng ở trên thì ban công mình lấn ra được 1m nữa. Ban công thì sử dụng kính cường lực và tay vịn là tay vịn inox hết luôn nha. Trước nhà mình có mái che ha, trước nhà mình có cái mái che. Trước nhà mình hẻm xi măng sạch sẽ, thềm nhà cao ráo cao hơn khoảng 2 tấc ha. Xung quanh trụ ốp tường cao ráo, mình để xe bên hông này thì cũng không có cọ quẹt, cao lên tới 1m2 lận. Đó, trụ ốp gạch tường, ốp gạch ngang cao lên 1m2 lận nha anh chị. Nhà điện chính, nước chính. Ở nhà mình cân góc nên chủ mở thêm cái cửa sổ phía sau, ở ngoài có làm cái mái ngói che nữa ha. Ở hẻm thông gần chợ Thiết, gần bệnh viện chợ Rẫy nè. Đó, vị trí trung tâm giáp quận 10
Đó, gần góc đường Lê Đại Hành với lại đường 32 rồi hết anh chị. Mình đi lại thuận tiện các quận ha. Đó, mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1 mét. Và chủ có ốp lam gỗ ở trên đây cho anh chị mình ha. Trước nhà có cái mái che, mình có thể quay cái mái che này ra thêm. Đó, cửa thì sử dụng cửa nhôm sifa 4 cánh nha anh chị. Cửa nhôm sifa 4 cánh kết hợp với kính cường lực. Nhà thì mới, chủ sẽ tặng toàn bộ thiết bị nội thất bên trong căn nhà của mình ha. Đó, mình căn góc, mình căn góc nên mình tận dụng mở rất nhiều cửa sổ. Đó, trần nhà cao ráo sạch sẽ, đóng la phong giật tầng. Ở trước nhà thì chủ ngay phòng khách chủ làm đèn trang trí ha. Đó, mặt trước thì chủ ốp gạch cao ráo lên tới trên hết nè. Đó, gạch thì lót gạch loại 6 tấc nha. Gạch thì lót gạch sẽ 6 tấc. Cái sofa này chủ cũng tặng cho anh chị mình luôn nha. Và tường nhà thì chủ ốp cao lên tới đụng trần luôn nha anh chị. Ốp cao lên đụng tới trần luôn. Đó, hẻm thì hẻm thông nha, hẻm thông tứ phía. Bên đây thì 64 đường chợ xe Tân Khai. Chợ xe Tân Khai ha. Gần khu vực chợ Thiết. Đó, các sofa này chủ tặng cho anh chị mình luôn. Điện âm tường hết nha. Điện âm tường hết. Và mình thì cửa. Và mình thì mình căn góc nên chủ có mở các cửa sổ. Thì các cửa sổ này là cửa nhôm sifa dày nha anh chị. Và có khung sắt bảo vệ hết luôn nha. Đó, hẻm bên hông cũng rộng rãi nữa. Mình nằm ở hai con hẻm rộng rãi nha. Tường ốp cao ráo từ về trước ra tới ngoài sau luôn nha anh chị. Ở trần nhà cao ráo sạch sẽ. Các thiết bị bên trong căn nhà này chủ sẽ tặng cho anh chị mình hết ha. Hai cái sofa này chủ cũng để lại cho anh chị mình ha. Ở bên hông này chủ cũng ốp tường cao ráo hết ha anh chị. Ở đây làm cái kệ nhỏ nhỏ để mà trồng cây nè. Cây này cây thật nha. Cây này cây thật ha. Cầu thang ở giữa ha. Cầu thang đi lên. Đó, đi lên. Đi về phía bên trong. Và mặt bên bằng kính cường lực ha. Mặt đá hoa cương. Đó, ở dưới đèn có đèn trang trí ở khu vực cầu thang hết trơn ha anh chị. Ở ngay khu vực cầu thang có đèn trang trí hết ha. Tay vịn này là carbon ha. Tay vịn là carbon nha. Đó. Rồi dưới đây thì mình có cái làm cái đường nước nè. Và đường điện sẵn luôn nha. Đường nước, đường điện sẵn cho anh chị mình ha. Anh chị mình lắp máy giặt vị trí này luôn được ha. Đó. Đường nước xả rồi sẵn hết chỗ này ha. Xung quanh chủ ốp tường cao ráo lên tới trên hết luôn nha anh chị. Ốp tường cao ráo hết, đèn trang trí chỗ này. Thì ở đây cũng có lắp ra quạt cho anh chị mình ha. Phía sau, vị trí phía sau ha. Ốp tường cao ráo lên tới trần luôn. Không gian bếp rộng rãi với tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó. Bằng gỗ và kết hợp với kính ha. Hiện tại thì giá đang kêu căn nhà này là hơn 5 tỷ xíu. Cụ thể là 5 tỷ 180 triệu. Thì giá này vẫn còn thương lượng chính chủ nha. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Mình đến xem nhà, xem vị trí. Thì nếu thích thì mình gặp chính chủ, mình làm việc thêm về giá ha. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh nha. Ở vị trí thì căn nhà mình nằm ngay chợ Thiết luôn nha anh chị. Ngay chợ Thiết, hẻm mình có thể đi hẻm 66 đường Trần Quý mình đi vào ha. 66 Trần Quý đi vào. Hoặc là 64 đường Tân Khai đi vào. Hoặc anh chị mình đi 119 đường Phó Cơ Điều mình đi vào cũng được ha. Địa chỉ căn nhà nhân xin nhắc lại của mình. Anh chị mình á là 119 xẹt 10A nha anh chị. 119 xẹt 10A ha. Đó, đây không gian bếp của nhà mình ha. Đây không gian bếp của mình ha. Mặt bếp thì xài đá hoa cương ha anh chị. Và mình bồn rửa sau lòng là bồn rửa sau lòng 304 ha. Đó, 304 nha. Đó, nước mạnh nha anh chị. Nước mạnh ha. Và không gian bếp này thì chủ làm bằng gỗ và kết hợp với kính hết luôn. Đó. Đây ha, đây là không gian tầng trệt của căn nhà mình ha. Anh chị mình xem lại ha. Ngang là 3m rưỡi và sâu vào là 9m ha. Từ mí này nè anh chị. Từ mí này nè. Mình ra tới mí bên kia là 9m nha anh chị. Ra tới mí bên kia là 9m ha. Cạnh bên đây là 3m rưỡi nha. Đó. Cạnh bên đây 3m rưỡi. Tường nhà ốp cao ráo sạch sẽ hết. Đó. Hơn 5 tỷ xíu ha. Cụ thể là 5 tỷ 180 triệu. Và giá thì còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Ở đây là đèn này là đèn 3 màu. Nhà thì có trụ tấm đứng nha. Này là trụ tấm đứng ha. Các thiết bị sử dụng đồ inox hết. Tường ốp cao ráo lên tới trên. Ốp gạch lò rồi ốp gạch ngang nha. Ốp gạch ngang và loại gạch lớn nữa nha anh chị. Đó. Rồi đèn ở đây. Đèn ở đây ha. Đèn trang trí ở đây. Đó, đèn này có nhiều màu ha. Các thiết bị đồ sử dụng đồ cao cấp hết. Đây mình còn để những cái bàn để mà mình chủ còn cải tạo lăn sơn lại tí xíu những cái vị trí bị dơ khi mình chỉnh kiển đồ ha. Đó,
trụ tấm đứng nha. Căn nhà mình nằm ở góc, ở đây ngay vị trí bếp cũng mở cái cửa sổ. Và cửa này là cửa nhôm Sifa nha anh chị, chủ xài đồ cao cấp hết ha. Rồi đây, cái hẻm bên hông của nhà mình nè, cái hẻm bên hông của nhà mình ha, hẻm xi măng sạch sẽ. Đó, hẻm xi măng sạch sẽ ha. Đây tường tường bên hông cũng ốp cao lên rồi ha. Đó, mình có tới 6 cái cửa sổ luôn nha anh chị. Đó, 6 cái cửa sổ luôn. Và mỗi cửa sổ đều có khung tre hết trơn ha. Đó, cửa lùa ngang qua. Đó, cửa lùa ngang qua ha anh chị. Ở cạnh này là 3,5 m nha. Từ biển này qua tới phía trước này là được 9 m nha anh chị. Đó. Vậy đi lên trên cho anh chị mình xem ha. Cầu thang mình đi lên nè. Mặt đi qua đá qua cương màu trắng nha. Có trang bị đèn led. Và cạnh hai bên này thì là tay vịn carbon ha. Và mặt này thì đá qua kính cường lực nha anh chị. Đó, xung quanh ốp tường cao ráo hết ha. Rồi nhân đi lên trên cho anh chị mình xem. Hiện tại căn nhà mình có tới 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha. Đó. Rồi bước lên trên đây. Bước trên đây ha. Thì cái này là lót gạch nha. Gạch giả gỗ nha anh chị. Ờ, vị trí chỗ này thì chủ có mở cái cửa sổ. Này cửa sổ thì có làm khung sắt bảo vệ ha. Anh chị mình nhìn thấy chỗ nhỏ này. Này chữ Kinh Long ha. Đó, xài đồ cao cấp hết nha anh chị. Đó, chủ xài đồ cao cấp hết ha. Đó. Mình có 2 phòng ngủ trước và sau. Và bản lề thì ở các vị trí của cửa là sử dụng cửa nhôm Sifa hết. Và bản lề là bản lề Kinh Long. Cửa sổ mình mở rất là nhiều. Mình mở ở góc rất là nhiều nha. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ nha. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ ha. Ở mỗi phòng có đèn trang trí ở trên. Trần nhà cao ráo sạch sẽ, đóng la phong vượt tầng nha. Đó, trần nhà cao ráo sạch sẽ, đóng la phong vượt tầng hết nha anh chị. Ở mỗi phòng chủ sẽ mở cửa sổ hết. Đó, chủ sẽ mở cửa sổ hết ha. Đây cửa sổ đây. Hồi nãy mình lên ngay chỗ vị trí đằng kia có cái cửa sổ. Đây một cái cửa sổ là 2 cái rồi nha. Điện âm tường hết luôn nha anh chị. Trần nhà cao ráo sạch sẽ, đóng la phong vượt tầng ha. Địa chỉ căn nhà của mình là 119/10A, đường Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11. Ngay khu vực chợ Thiết luôn nha. Ngay chợ Thiết luôn. Đó. Mình có thể đi đường Tân Khai đi vào cũng được. Đường Nguyễn Chí Thanh mình đi vào cũng được ha. Đường Chí Thanh mình tới đường Tân Khai hẻm 64 mình quẹo qua đây ha anh chị. Đó. Gần chợ Gãy ha, bệnh viện chợ Gãy. Ở đây giáp với quận 10 ha anh chị. Rồi mỗi tầng thì có một cái phòng ngủ. Và 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. À, nhà vệ sinh ở giữa sử dụng cho 2 phòng. Các thiết bị nhà vệ sinh thì chủ sử dụng đồ cao cấp hết. Với cửa là cửa nhôm Sifa, bản lề Kinh Long dán kính mờ cho anh chị mình hết. Tường nhà ốp cao ráo sạch sẽ. À, tường thì loại ốp gạch ngang nha. Cái này là gạch ngang và loại gạch là gạch bóng kính loại lớn luôn nha anh chị. Trụ tấm đứng. À, trụ tấm đứng hết luôn bằng inox, các thiết bị sử dụng đồ cao cấp hết luôn. Đó. Tường ốp cao ráo lên tới trên hết luôn nha anh chị. Đụng trần luôn. Ở đây là khu vực chợ Thiết. À, đây là chợ Thiết nha. Cửa phòng ngủ này. À, các cửa chính thì chủ sử dụng là cửa nhôm Sifa, nhưng cửa phòng ngủ thì chủ sử dụng cửa gỗ. Đó. Cửa này là cửa gỗ nha anh chị. Và các chìa khóa nè thì chủ cũng xài đồ cao cấp bằng inox hết nha. Rồi ở đây là cái tầng 1 và đây là cái cửa sổ thứ 3 của nhà mình nha anh chị. Đó, cửa sổ thứ 3 của nhà mình ha. Cửa sổ vẫn là cửa nhôm Sifa. Mình bên hông mình để xe thoải mái luôn, mình căng góc ha. Mình căng góc nên chủ tận dụng để xe thoải mái ha. Ở đây thì phòng ngủ phía trước thì có cửa ra ngoài ban công và cửa sổ ha. Điện âm tường hết luôn, trần nhà cao ráo sạch sẽ. Rồi đây, ở trên phòng này thì cũng có đèn trang trí và đóng la phong vượt tầng. Xài ở đây thì đèn 3 màu ha. Vị trí trước nhà đó, chủ cái ban công nè. Ban công ha, cái này là inox nha. Cái này inox ha anh chị. Và mặt bên một kính cường lực. Cái ban công mình lấn ra được 1 m nha anh chị. Ban công mình lấn ra được 1 m ha. Đó, đây hẻm trước nhà của mình. Đây có mái che nữa nè. Ở đây có mái che nữa ha. Hẻm trước nhà là hẻm 5 m nha anh chị. Hẻm trước nhà là hẻm 5 m ha. Ngoài kia ở trường mầm non. Đi thẳng ở đây là 64 đường Tân Khai nha anh chị. 64 đường Tân Khai. Ở trên đây có mái ngói che ha. Ở trên đây có mái ngói che hết luôn. Cái này là nhựa giả gỗ ha. Đèn trang trí. Cửa. Cửa nhôm Sifa ha. Cửa sổ cũng là cửa nhôm Sifa ha. Đây là phòng ngủ thứ 2 của nhà mình rồi. Đó, phòng ngủ thứ 2 của nhà mình rồi ha. Nhà là đúc bê tông cốt thép hết. Một trệt và 2 lầu nha anh chị. Nằm ở góc 2 mặt hẻm ha. Đó, nhà nằm ở góc 2 mặt hẻm ha luôn.
mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1 mét nha anh chị. Đó, mỗi tầng như vậy thì có hai phòng ngủ và nhà vệ sinh ở giữa, thì mình có 3 cái cửa sổ bên hông và 1 cái cửa sổ ở ngoài trước ha. Rồi đây anh chị mình tiếp tục mình đi lên không gian tầng 2 nha. Tay vịn vẫn là tay vịn carbon ha, cái này là phủ carbon nha. Đó, này phủ carbon và mặt bên kính cường lực nha anh chị. Đó, tay vịn mặt đi bằng đá hoa cương nha. Đó, mặt đi bằng đá hoa cương. Rồi tiếp tục chân đi lên trên cho anh chị mình xem nha. Rồi đây 1 cái cửa sổ nha. Mỗi tầng có CB điện riêng. Đó, CB cũng là Panasonic nè ha. Rồi phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phía sau, trần nhà cao ráo sạch sẽ nha. Đó, một căn nhà nằm ở góc hai mặt hẻm nha anh chị. Căn nhà nằm ở góc hai mặt hẻm. Hướng nhà của mình là hướng Tây và bên hông của mình là hướng Bắc nha. Đó, bên hông của mình là hướng Bắc ha. Ở trên đây cũng lót sàn gạch nhưng mà gạch giả gỗ. Cửa phòng ngủ cũng là cửa gỗ nha. Cửa phòng ngủ cũng là cửa gỗ ha anh chị. Nhà có cửa sổ ở mỗi phòng, có khung sắt bảo vệ kiên cố ha. Cửa phòng ngủ là cửa sử dụng cửa nhôm Shifa. Mỗi tầng mình có tới tận 6 cái cửa sổ. Đó, vào căn nhà rất là thoáng luôn. Hướng nhà của mình là hướng Tây và hẻm bên hông của nhà mình là hướng Bắc. Hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 180 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Đó, nhân xin nhắc lại là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Mình đến xem nhà gặp chính chủ làm việc thêm về giá nha anh chị. Rồi trần nhà cao ráo sạch sẽ. Mỗi tầng thì có cửa sổ rộng rãi. Mình do mình là căn gốc nên mình tận dụng mình mở cửa sổ nhiều để cho mình lấy không khí tự nhiên bên ngoài vào. Đó, anh chị mình có thể đi từ hẻm 66 đường Trần Quý, ngay góc Trần Quý và Phó Cơ Điều, mình đi vào cũng được ha. Đó, ngay khu vực chợ Thiết nha. Đây khu vực chợ Thiết nha anh chị. Đó, đây cái nhà vệ sinh thứ ba của nhà mình ha. Đèn led, tường cũng là lót ốp gạch là gạch lớn nha. Đó, ốp gạch lớn nha anh chị. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, chủ xài là đồ inox hết nha. Các thiết bị phụ sử dụng đồ inox hết. Cửa nhà vệ sinh thì và cửa chính đều sử dụng cửa nhôm Shifa hết nha anh chị. Đó, và bản lề kinh long. Ở phòng ngủ thì 4 phòng ngủ mình đều sử dụng cửa gỗ tự nhiên hết. Và các chìa khóa nè, đó chìa khóa bằng inox hết ha anh chị. Đó, mình có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha anh chị. Ở trần nhà cao ráo sạch sẽ ha. Ở mỗi phòng ngủ thì chủ đóng la phong giật tầng, xài đèn led hết. Đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị, thấy căn nhà ở địa chỉ là 119/10A đường Phó Cơ Điều phù hợp với anh chị thì anh chị mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại 0822 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Nhà có hướng chính là hướng Tây, nằm gần ngay khu vực chợ Thiết, cách chợ Thiết chỉ khoảng 100m thôi, chưa tới 100m đâu. Và mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1m nha anh chị. Mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1m ha. Đó, ban công lấn ra được 1m. Và ban công thì cũng đúc tay vịn inox ha. Mặt bên bằng kính cường lực nha anh chị. Căn nhà nằm ở góc đây, vị trí ha, vị trí cực kỳ đẹp luôn. Hẻm trước nhà của mình đây ha anh chị. Hẻm trước nhà của mình đây ha. Đó, căn nhà mình nằm ở góc ha. Rồi mặt bên của nhà mình đây anh chị, đây mặt bên của nhà mình đây. Đó, đây mặt bên hông của nhà mình ha. Ở đây mình đi hẻm 266 đường Phó Cư Điều ha. Đây hẻm chính của nhà mình 119. À, hẻm bên hông ha, mình để xe thoải mái luôn. Cặp bên hông này rất là nhiều chỗ để xe luôn nha. Đó, rồi bên đây cũng vậy ha, trước nhà cũng có mái che ha. Rồi bên đây ra 64 đường Tân Khai, chợ xe Tân Khai ha anh chị. Ở đây cũng có cửa sổ, cửa nhôm Shifa nha anh chị. Này cửa nhôm Shifa ha. Rồi có khung sắt bảo vệ hết. Ở trên thì cũng có đèn trang trí nè, ốp gỗ hết trơn ha. Ốp gỗ, ốp nhựa, da gỗ hết nha anh chị. Đó, cửa phòng ngủ và phòng ra ngoài. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa gỗ và cửa chính.
Cửa chính, cửa sổ là sử dụng cửa nhôm Sifa ha. Loại dày và bản lề kinh long hết, kính cường lực hết luôn nha anh chị. Nếu thấy phù hợp với căn nhà ở địa chỉ 119/10A, đường Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, anh chị hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để xem bất động sản ha, và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha anh chị. Nhà có hướng chính là hướng Tây ha, anh chị mình xem lại ở mỗi tầng và các thiết bị trong phòng ngủ và nhà vệ sinh lại một lần nữa. Nhân sẽ kết thúc video quay nhà ở đây. Nếu thấy phù hợp thì hãy liên lạc với Nhân sớm nha anh chị, để mà được gặp chính chủ và thương lượng thêm về giá ha. Sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên là nha anh chị. Đó, nhà có sổ hồng riêng hoàn công ha. Cáp internet chủ cũng âm sẵn cho mình chỗ này nè. Ở đây có đèn trang trí ở giữa nha. Ở đây có đèn trang trí ngay chân cầu thang nè. Đó, cầu thang thì tay vịn carbon nha anh chị. Tay vịn carbon ha, mặt đi bằng da kính bằng đá hoa cương nha. Rồi đây, phòng ngủ thứ ở đây là phòng ngủ thứ hai của mình, ở trên điểm xuống ha. Cửa là cửa gỗ nha anh chị, cửa gỗ ha. Đó, cửa gỗ hết luôn. Cửa gỗ rất là dày. Và mỗi tầng một phòng ngủ, hai phòng ngủ một nhà vệ sinh hết luôn nha anh chị. Rồi Nhân đi xuống dưới một lần nữa và kết thúc video quay nhà ở đây nha. Rồi đây. Đó, cầu thang ha, cầu thang đây. Đó, cầu thang thì tay vịn sợi carbon nha anh chị. Ở đây là cô chú chị có cái chỗ này. Đây ha, đây ha. Đây anh chị mình xem cái phòng ngủ phía trước của nhà mình ha. Đó, phòng ngủ phía trước của nhà mình nè. Đó, trần nhà cao ráo sạch sẽ, phòng ngủ thì rộng rãi. Phòng ngủ thứ ba ha. Mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1 mét nha anh chị. Mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1 mét hết ha. Đó, mỗi tầng ban công mình lấn ra được 1 mét hết luôn. Hướng nhà của mình là hướng Tây nha anh chị, hướng chính nhà mình là hướng Tây ha. Hẻm nè, ở trên nhìn xuống ha. Đó, ở trên nhìn xuống. Hẻm rộng rãi ha. Mình ở góc để tận dụng để xe rất là nhiều. Đó, mỗi trần nhà thì chủ ốp nhựa da gỗ hết ở mỗi vị trí ở trên ha. Sổ hồng riêng nha anh chị. Đó, căn nhà nằm ở sổ hồng riêng. Đó, nhà nằm ở góc và có sổ hồng riêng chứ. Hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên ha. Mỗi phòng tầng như vậy thì có hai phòng ngủ một nhà vệ sinh. Rồi các ở đây trụ tấm đứng hết. Đó, tường ốp gạch cao, gạch ngang loại lớn cao cấp hết anh chị. Các thiết bị sử dụng đồ cao cấp bằng inox hết luôn nha anh chị. Đó, mua bán là sổ hồng ký công chứng sang tên, sổ hồng được hoàn công đầy đủ. Ở đây là khu vực phường 4 của quận 11 nha. Ở đây là khu vực phường 4 quận 11 nha anh chị. Đó, phường 4 quận 11 ngay khu vực chợ Thiết ha. Đây là gần chợ Thiết nha. Giáp quận 10, nó giáp kế bên quận 10 luôn. Đó. Giáp kế bên quận 10 luôn nha anh chị. Và mình thì cũng gần bệnh viện lớn như là bệnh viện Chợ Rẫy ha. Đó, đây thì Nhân đi xuống dưới cho anh chị mình xem cái cầu thang một lần nữa ha. Cầu thang thì cầu thang mặt đi bằng đá hoa cương nha anh chị. Rồi không gian bếp của nhà mình đây. Đó. Bếp thì có đèn trang trí ở giữa và đèn trang trí thì có quạt luôn nha. Tủ gỗ. Xung quanh ở dưới trệt này thì chủ ốp tường cao ráo lên tới trần hết luôn nha chị. Ở vị trí ở dưới trệt này chủ ốp tường xung quanh cao tới trần ha. Ngang cạnh này là 3m4 nha. Ngang cạnh này là 3m4 ha. Và từ cái mí này, mí này ha, kéo dài ở đây là xung quanh ốp tường hết. À, cạnh này là 9m nha anh chị. Cạnh này là 9m ha. Trần nhà cao ráo sạch sẽ. Đó, trước nhà đây, cái phía ngang chỗ này á, là 3m, nhà mình ở hậu là 3m rưỡi nha anh chị. Đó, xung quanh chủ ốp tường cao ráo hết nha. Đó, ốp tường cao ráo hết, hẻm hông của nhà mình nè. Hẻm hông của nhà mình đây ha. Đó, hẻm hông của nhà mình. Và cửa chính của nhà mình là cửa nhôm Sifa. Ở trước nhà mình thì có mái che ha. Các thiết bị này chủ tặng hết cho anh chị mình luôn. Ở đây có những cái, đây có cái CB điện chỗ này nữa này nha anh chị. Đó. Rồi giặt giũ phơi đồ ở đây ha. Rồi Nhân đi ra ngoài ha. Nhân đi ra ngoài cho anh chị mình xem không gian bên ngoài một lần nữa nha. Và kết thúc video quay nhà ở đây. Đó, ở đây là hẻm 64 đường Tân Khai nha anh chị. 64 đường Tân Khai. Đó. Đó, xung quanh đó, đây căn nhà gốc ha. Chủ ốp tường cao ráo hết luôn. Chủ ốp tường cao ráo ha. Ở đây có 6 cái cửa sổ ha. Cửa nào cũng là cửa nhôm Sifa hết nha.
và có khung sắt bảo vệ hết luôn nha anh chị, 6 cái cửa sổ luôn nha, 1, 2, 4, 5, 6 ha, và có mái che hết ha. Ở đây cái dưới nhà thì có một cái cửa sổ ở phía trước nha phòng khách, và mình có một cái phía cửa bên hông phía sau có mái che ngói ha. Mỗi tầng là lớn ban công được 1 mét hết nha anh chị, mỗi tầng ban công lớn được 1 mét ha. Rồi anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha, hoặc có người thân trong gia đình mua bất động sản này thì mình chia sẻ video này để cho bạn bè người thân để nhìn thấy được căn nhà này, giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Mình nằm sau lưng căn nhà mặt tiền của đường Phó Cơ Điều đó, căn nhà này là căn nhà mặt tiền Phó Cơ Điều nè, còn cái căn bên đây cũng là mặt tiền của đường Trần Quý ha. Dân ra ngay chỗ chợ Thiết cho anh chị mình xem nha. Hiện tại chủ đang kêu là 5 tỷ 180 triệu, nhưng mà giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha, mình lên xem nhà gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha, giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Rồi vẫn đi ra khu chợ Thiết cho anh chị mình xem lần nữa ha. Rồi đây ra chợ Thiết ngay chỗ vị trí này ha. Đó. Hẻm này là hẻm 66 đường Trần Quý ha anh chị. Đó, anh chị mình xem ha. Đây là đường Trần Quý, và hẻm là hẻm 66 đường Trần Quý ha. Và trước mặt anh chị là chợ Thiết nha anh chị. Ở trước mặt anh chị là chợ Thiết, và vị trí đó là ngã tư giữa đường Phó Cơ Điều và đường Trần Quý ha anh chị. Phó Cơ Điều và đường Trần Quý ha. Rồi căn nhà Nhân xin giới thiệu đến cho anh chị mình á, thì Nhân xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình đó, là ngang á 3,5 m, sâu vào là được 9 m ha, một trệt hai lầu 4 phòng ngủ nha. 4 phòng ngủ và được 3 nhà vệ sinh, nhà mới chủ tặng hết thiết bị rồi, hết bên trong căn nhà. Chủ hiện tại đang kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 180 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Mình cứ đến xem đi rồi gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha anh chị. Sổ hồng riêng được hoàn công nha anh chị. Nên xin chào hẹp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây nha. Xin chào hẹp lại chị ở video quay nhà lần sau nha anh chị.